Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục ghi hình chia sẻ cho quý anh chị yêu mến cây cảnh. Nếu mà anh bán toàn mấy cái người nó mua ở đấy thì nó nên hôm nào nó chở vẫn mấy cái lão nó mua được giá đéo đâu mà. Mẹ nhiều người ấy thì còn bán được thì hôm nào cũng vẫn mấy cái người đấy nó ép giá thì bà con đi đào sắp chết. Quầy. Về anh mới gọt chứ. Về anh gọt chứ. Đây những củ rúi. Từ đằng. Có đây anh ạ. Anh làm lên à. Anh có lên thì nó không được định ký. Ở lên thì không được cũng ký thật. Bây giờ ví dụ như đây. Từ đằng. Đấy, rúi mini này. Ôm đá. Đúng không? Cái cục đá là nhét đây, nhét vào à? Đá nó nhét vào. Nhét vào. Cái đoạn này sau ví dụ nó ra ở đây. Đấy, nó ra ở đây vào. Không ra đấy đâu. Gọt đi rồi. Nếu mà ra được ở đây. Đấy, thẻ luôn. Chắc khả năng nó vẫn lên ra được cái gì nhỉ? Ra dưới này ra được. Còn ra xung quanh. Thích ra đâu thì ra. Nếu bôi liền sẹo vào cách ra tầm phần. Thích nó ra cho nào được chỗ đấy. À, chỉ có đem về thôi thì anh tính như thế. Ổi này. Đấy những cây ổi đấy. Nóng uống đi, sợ gì. Nóng uống đi. Vâng, đây những cây ổi mới nhá, những cây ổi đây. Úi, những cây lấy về không bán được, lính xiển hàng đống luôn này. Vâng, rất là nhiều giống cây. Đây này, một số này. Cái này tên gì anh nhỉ? Phát Lộc Phát Tài. Phát Tài núi. Phát Lộc Phát Tài à? Ôm đá à, no. Phát Lộc Phát Tài. Này độc bổ cái đá này chắc cũng tốn khá nhiều cơm ấy nhỉ? Đục hôm qua rồi, hôm nay mới mang về đến đây ấy. Yeah. Đục hôm qua rồi. Đục đá này cũng mệt, đục tay này mệt rồi. Vệ công an bắt công bán ở giữa đường này bắt cái gì? Giá ảnh hưởng đến ai cả? Trời ơi, thoải mái. Một. Rồi này đã nổi tiếng hết thì mẹ đi chào thế mẹ xin cả cái khu mẹ sư rộng lớn và sư ở chỗ chợ đường giữa chợ này thì anh không ai chim khác nó vẫn là chim nổi được. Chả tôi cách đây nửa tháng rồi rồi đây có đăng Facebook vớ vẩn không? Đây mình hôm nay mình ghi hình chia sẻ cho mọi người biết này chợ cây cảnh đây. Đấy. Vàng rừng đây. Những cái củ chuối này. Mày quay gần vào cây của em này. Đẹp không? Cây gì? Cây tên gì? À chuối à? À chuối. Đây là những cái cây chuối mọi người nhá. Cây chuối quá đẹp. Bán chưa ra? Giá 1,5 triệu là chưa bán rồi này. 1,5 triệu á? Ấy à? 1,5 triệu chưa bán. 1,5 triệu chưa bán cái này. Cái này tên gì đấy? Chồi mồi. Cũng là chồi mồi á? Chồi mồi, cái này nó gửi vào rồi. À cái này tôi thật là thấy cái lá nó lạ mà lại sao lại chồi mồi lại có cái lá thế này. Ăn chẳng mất rồi.
Cái này nhiều tiền không á? Mấy trăm à? 3-4 trăm. Anh ghi hình chơi tí. 3-4 trăm. Anh cho lên kênh không? Có. Kênh gì ấy? Xuân Muộn TV. Hả? Xuân Muộn TV. Xuân Muộn TV á? Ừ. Hôm nay đang cái này chưa? Có. Tối thì em ra cũng xem Ngọc Anh. Tối đăng thường không? Ừ. Cái này họ giá bao nhiêu à? Sao lại lấy nhiều loại cây thế này? Ở đây là cây trên ngoài Huế. À. Đây quá đầy rồi. Anh lấy cả lá là lúc nào nó cũng bị táp mà. Ừ. Mình đi gió. Về là bấm cây hết. Ừ. Nó mới khỏe được cây. Mình đây là để cho nó nhìn thấy các quả. Không người nói là bọn nó cũng quả. Nhiều dưới đấy. Cái này cố định nhà mang về dâm thôi. Từ dưới là đi bán hộ. Bán cây lấy cái cây chồi mồi này về dâm á? Ừ, mai thành phẩm. À. Cái này nó cắm cành thì sống mà. Dễ sống kìa. Chồi mồi dễ sống mà. À. Này mai quả nó tỏa ra nó đẹp. Quả nó thả xuống anh, treo xuống. Của dưới và bên kia thì có chưa biết cái chồi mồi đấy. Rất là nhiều anh em đang bán bên kia này. Chỉ còn giống có loại chồi mồi cái loại kia nó đỏ quả to bằng này thôi. Ừ, tầm mà châu. Mình xem nào. 100 thôi. Qua nhảy đây. Đấy là cá ngựa. Soi chơi không à? Soi được bán mà. Làm vừa làm quay lên thì tác phẩm lại gì có cá nữa rồi cho tất cả làm cả lô đi làm cả lô nhiều lắm trên 10 cây bốn cây nào bốn cây 500 rất là nhiều loại cây này. Dưới. Và rất là nhiều những giống mini này. Đấy, dưới mini này mọi người. Này trồng ở trong chậu đẹp đấy. Lại bật cưa. Để cắt cái ổi đường nó mất. Chết. Hôm nay mới cua. Kéo mang cái dao nhỏ ra ngoài. Không mang được cái vâng, rất là nhiều chuối mọi người nhé, chuối nhiều lắm. Cái này gạo à? Thóc gạo đây. Củ gạo. Cái chuối này. Trời ơi, toàn thấy dưới thôi nhỉ, dưới nhiều lắm. Ôi, đây có mấy củ gạo kìa. Củ gạo. Có củ gạo này. Củ cây gạo này. Đây, củ cây gạo này. Cái này khế à nhỉ? Cây khế. Đây cây khế.
Cái này còn thỏa. Họ trả giá chưa? 900. Đấy mang về rồng. Ăn ngựa đấy. Và ở đây chợ rất là nhiều cây chuối. Những dáng chuối đẹp chứ nhỉ. Chợ toàn cây chuối nhiều thôi. Toàn chuối. Cục to này họ trả giá chưa? 2 triệu chưa bán. Lên mạng đọc hết một tí đi, anh cứ bảo mấy trăm nghìn là cái gì. Nhiều cây chưa bán nữa. Để đợi, đang đợi giá đã. Đây anh toàn chuối thôi. Chợ đa phần toàn chuối. Chợ chuối thôi. Và ở đây có một số những cái cây cây bàng cái gì đó, bàng rừng đấy. Mình thì không biết lắm về những cái cây rừng, đâm ra mình cũng không biết. Chủ yếu cái hình chia sẻ cho anh em biết những cái cây ở chợ cây thôi. Mình thì mình không thuộc lắm về những cái cây. Đấy, chợ hôm nay thì vẫn rất là nhiều cây mọi người nhá. Gần tối thì vẫn còn nhiều hơn nữa. Quay được nhiều chưa? Quay đâu mới lên đây. Xe này này. Nhiều không? Vâng, anh em yêu thích những cây cảnh thì có thể đến chợ trực tiếp mua đây mọi người nhá. Mình chủ yếu là ghi hình chia sẻ cho anh em biết về những cây ở chợ cây thôi. Còn mua bán thế nào thì do anh em thích những loại cây gì có thể đến trực tiếp chợ mua. Địa chỉ Phong Vân Lục Ngạn, Bắc Giang. Cây rất rẻ đâu, mấy chục nghìn. Mấy chục nghìn một cây thôi. Từ đằng cây tử đằng này. Cô này đẹp nhỉ? Xinh đẹp. Cây gì gọi cây gì? Hả? Không biết tên à? Thấy mỗi cái lá. Không biết tên nó là gì. Lá nó là lá này gì? Lá. À. Là cây gì luôn. Đấy, người vẫn trở về rất là nhiều cây, những cây to à. Khủng không? Quá khủng khiếp luôn. Ghê gớm cả. Giỏi ghê này. Quá là ghê gớm luôn. Ở đây hai bên đường thì vẫn rất là nhiều cây mọi người nha. Đấy, những cục cây phôi cây này. Và vẫn bán dọc dọc hai bên đường này. Hả? Quay phim. Quay để bán cây. Và những cây tử đằng mọi người ạ. Cây giống tử đằng. Lá nó thế này. Cây ổi nhá, là những cây ổi nữa. Mình chủ yếu là ghi hình chợ thôi, còn mình dáng vóc cây thì mình chả hiểu gì. Chủ yếu là anh em thích yêu mến những cây cảnh thì có thể đến mua cây thôi. Cây dưới đây. Tài phát lộc cây rừng.
Tắt lọc quất tài rừng luôn. Cây to này chưa xuất được à? Cây của ai đấy? Không biết. Cây to đấy. Khủng đấy. Hả? Ờ. Cái đống đá này vẫn còn ở đây nguyên này, đống nọ. Và đống đá này từ hôm nọ thì mình cũng cái hình qua được vẫn thế. Thế bà con hôm nay lại bán dọc lên này, bên này dọc ở bên này có biển cấm thì bên hôm nay lại bán sang bên kia. Cấm ở cái chỗ bờ bên này này, cái chỗ có ô tô ấy. Và những cái suối và chợ mình toàn thấy những cái suối nhiều thôi. Cái này mua được chưa hôm nọ? Cái này cháu vướng cây. Cái này có ai nhìn được ra thế, thế là bỏ đấy, có ai hỏi đâu. Bây giờ về hôm nọ bán được. Cây nó ra thì cắt hôm nọ. Cái này hôm nọ không ai hỏi đem về. Rồi, bác ơi đừng quay nữa, hôm nào cũng quay các anh em mất làm ăn rồi. Chú về hôm nọ ngồi một buổi không ai. Mày các ông đéo hiểu gì mà xin quay để người ta đến người ta mua. Mua cái gì, mai nó lại dẹp. Để dẹp đéo, nhưng mà không bán được đường ra chợ này thì dẹp thì cấm mày. Quay mai nó lại dẹp. Ôi giời. Các ông đéo hiểu gì về cái thương mại bây giờ cả. Cứ hôm nào cũng chỉ có mấy người mua đấy thì làm gì có giá nó đắt được. Đi đào cả ngày thì có mấy trăm nghìn. Bán đắt xong rồi đào 10 hôm còn hơn đào 1 tháng bán rẻ. Các ông thử xem họ mua của mình 2-3 trăm nghìn về họ live stream bán 1 triệu mấy không thấy tiếc à? Bây giờ mình chỉ cần cắt đi một lúc là nó là một chân nó nằm được. Về bỏ cái này đi. Cái này rất là những củ suối đẹp này. 100% luôn. Củ của em vừa to vừa đẹp đây. Cái này bao nhiêu? Vâng, mình đi ghi hình thì rất nhiều anh em nói là thế này thế kia nhưng mà kệ. Mỗi người một công việc nhá. Đây, bên này hôm nay lại bán thêm bên này rồi. Đây còn suối. Và chợ này thì khá là nhiều cây hôm nay nhá, lại rộng bán thêm bên này rồi. Cấm ở bên đường bên mé bên kia nhưng mà lại bán thêm bên này. Và hôm nay mình ghi hình đến đây thôi nhá. Chợ cây vẫn khá là nhiều. Xe toàn gạo thôi, thóc gạo thôi. Đào được tận dễ 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 kia thì nghe có vẻ ác đấy. Mình cũng còn chưa biết làm nào này. Những cái cây dễ này còn không, dễ này còn không biết này. Không biết làm thế nào để cho nó sống. Trang trí luôn. Nghệ nhân tạo tác.